transfer. Thầy đang chờ ở gate 15 nè. Transfer từ hàng đi về Sài Gòn. Con sớm người ta mở cái chuyến bay khác. Cười coi. Chân sắp sửa đi transfer xuống máy bay rồi. Bây giờ sẽ transfer đi Emergency life vests for an emergency water landing are stowed under the seats in economy class and between the seats in business class. 구명복은 머리 위에서부터 입으시고 끈을 inflate the vest, pull down on the red tabs. For more air, blow into the tubes on each side of the vest. 구명복은 탈출 직전 비상구 앞에서 꼭 풀려주시기 바랍니다. Inflate. There are 8 exits on this aircraft. Giờ đang xuống rồi, giờ chờ
chú thứ năm đây. Này cảnh ở ngoài phi trường Sân Tân Nhất. Nãy vô trong nó bận lo kiếm mấy cái lá gạch không mua với tao. Cháu Thành lại chở về nhà cháu Thành ở có ai ngủ. Sáng nó về trời là Vinh, tại vì cái này cũng là 1 giờ sáng rồi. Về dưới trà Vinh thì bà má bệnh ồn ào, thôi để sáng sớm về luôn. Rồi bà em thấy hai chú hai chồng chú năm này nóng quá trời nóng. Nè hai chú sáu đang đứng giờ. Nước lèo Trà Vinh sáng sớm đây. Trà Vinh là đặc sản nước lèo cái gì. Đây, còn nước ra như thế này, thơm lắm. Cái chả giò Việt Nam nha, chả giò bánh tráng Việt Nam. Điều kêu quýt heo nè, chứ quýt vịt chứ không quýt heo. Ăn kèm theo thì có heo quay nè. Đây, mỗi người gói như thế này mình không ăn thì mình khỏi mỡ. Có bánh giá nữa mà tại mình không thích ăn bánh giá, mình ăn bánh chả giò anh chiên bằng bánh tráng Việt Nam mà các bạn. Còn chả giò Việt bánh tráng Việt Nam cũng ngon. Uống đậu nành. Đâu chạy nó nặng vậy trời. Ừ, ổi bán có 3.000 sao. Trốn nó mất. Đây nhà của chú kiếm bà con có biên nè. Đang chặt, biên đang chặt dạng gì à, dừa sáp nè. Cái dừa sáp nhỏ nhỏ đây là cây dừa sáp. Kiếm người mới có mấy năm rồi. Đây thì thôi vườn quá trời, vườn dừa. Hút con mắt nó chạy ra ngoài đó cầu cá công thêm dài, chiều dài. Gần bị gần sông luôn. Đây mấy cái ổi ăn ngọt lắm luôn các bạn. Ổi. Ở đây họ trồng những cái trái cây nhỏ nhỏ vậy thấy là bọc ngủ không thôi, mấy con dồi không à. Nhà của ông bà hai quá trời lâu rồi ở đây. Ngày bính có. Nhà này chiên về dừa. Bán về trái. Mấy công ra đắp dừa không. Nhà bạn biên bề dài 54 thước, bề sâu vô hình như ổng nói 45.
ngoài cõi. Có này, cái này có thơm này rồi. Có mấy cây dừa trái xoài nè. Cây xoài à, cây dừa đó chắc cũng 7-8 cây gì đây, 2-4-6-7 cây, 7 cây dừa. Bây giờ loại dừa chữ sáp gì cái lùng lùng mà có trái hết rồi, cây lũ luôn. Sao có hồ cá đây, vị Thanh thành phố, vị Thanh ghé bên nhớ đừng quay lén con nha. Quay thẳng quay lén vậy. Bu nè, bu đen các bạn, lương rắn trung rồi à... chuông. Trời ơi, vậy nóng quá, tội nghiệp lắm vậy. Chuông đồng à. Như nóng nó quá hay gì á, nắng nóng quá rồi. Ghé mua chục đồng nè, mà mấy chàng là muốn ăn chục đồng chiên nè, ghé cái chục trạm mà chỗ này mới có. Yeah, đi săn gì không biết, cánh ruộng vàng nữa các bạn, lúa vàng khè chín rồi, tháng này là tháng 3 mà có lúa chín rồi. Cái bình bát hai bên mà tìm hoài nãy giờ không có thấy cái mà chín á, điên đi tìm bình bát á, đi chạy lúc đó đi tìm bình bát. Mẹ ở Vị Thanh, thành phố Vị Thanh. Rồi nha. Đó tao nói để mình đi bán cái ơi. Cái này là xỉu nè. Tại sao ăn giờ xỉu? Ô đồng bọn ơi. Để. Ta vừa làm YouTube á. YouTuber. Anh này kia mà bình bát à. Trời, chú trả coi nữa. Rồi xong rồi các bạn. Đi về vẫn còn ở trong Vị Thanh. Ở chỗ này cái ốc mà ốc gì? Cái ống này quý vị, ống này nhỏ. Ở sao bự nhỏ ngộ à. Cái này còn sống chứ luộc. Con này luộc rồi, thống lồ, còn bên kia thì nhỏ xíu xíu. Nữa đây. Luộc cái trái này nữa nè. Trái này quên rồi, mà củ từ á con. À củ nó luộc rồi, nó mới luộc luôn á. Nè bắp. Ồ, cái nồi bắp luộc khổng lồ các bạn. Ở đây bắp luộc rồi, mình ghé đây mình mua bắp luộc nè. Với ấu. Để mình cái này đậu, đậu chín không? Đậu chín nữa hả? Rồi rồi bắp. Bắp bắp sao chị ơi? Bắp chưa chín. Rồi. Bắp chưa chín á. Đang coi chín chưa? Trời ơi, cái mặn xanh nó to dữ à. 55 ngàn. Cái bên kia sao nó có bọc lại vậy anh? Trời ơi, xoài nữa nè. Trời ơi, xoài bằng bắp chuối có được luôn. Anh coi xoài bằng bắp chuối hả? Ừ. Trời ơi, lo hết luôn.
Nó chín rồi, mua trái sống á. Trái mà xanh lè mới được. Cái này hường hường là nó cũng chín rồi. Mua xanh lè á. Cái này vậy chứ trong cũng chín rồi đó. Dạ. Mua thử vài trái ăn, anh ăn bẻ cho ăn đi. Cái này vàng. Cái này nó vàng rồi, mua trái xanh lè luôn á. Mặt like. Anh cho biết rồi. Người đẹp lựa mình hai cái xoài bự mà sống nhăn luôn á. Sao Nương thấy nó vàng vàng không à? Vàng không phải là vàng là chín cháu. Không, Nương không thích. Nương không thích mở ra trong mà vàng. Chục trái đi con. Cái đốm vàng này nó có nhớ gì Ngọc. Nhớ người yêu hay như tay người. Ồ hay là mình ngồi ghế kia đi. Có ghế dựa. Ừ. Cái này hả? Cái ghế vuông đó nó có ghế dựa kìa. À mấy anh chàng thật khế. Ừ. Anh ơi, vì là ngồi ghế dựa qua đó ngồi mà cũng được à. Chú Năm nó ngồi ghế dựa. Vậy mình qua bên đó mình ngồi luôn đi hả? Quán nhậu của chị hai nè. Ở đây ăn cháo, cháo vịt, gỏi vịt. Không thích thành thành nó rọt cái sống nè. Cái chín thì dòi. Chín dòi không à. Trái dòi không à. À, bởi người vậy ha. Ờ, cái cô bé đó nói giỏi không à. Thiệt con có Hương nhìn thấy quá trời luôn, bò luôn. Kìa mà cháu nó bẻ nó xanh chắc không có. Thật khế ngọt. Khế ngọt. Ngọt, nàng nó nói khế ngọt. Cái gì quán sân vườn. Hồi xưa tôi về đây mà ăn cá, lần cá cả chục ký. Ờ bây giờ không biết sao ha. Cá phải tụi giờ còn cá bự không biết. Dưới này không có hơi đi. Ở đâu ta toilet ở đó hả? Quán nhậu dưới trại dịch. Quán người quen. Quán bình dân, quán nhậu bình dân. Có ghế nè. Cái kia lỏng bỏng quá. Ra mình vô hình chút xíu. Trốn tránh nhìn vô mà. Rồi, cháu vịt xiêm mời mà mời. Ly gửi gọi kìa. Ngon quá. Có ly nữa đi chị ơi. Cháu không? Hai ly hả? Cháu mà có đậu xanh uống gì? Mèo đi cầu. 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 Mèo đi cầ
Câu chạy nó nặng gì trời. Ừ, ổi bán có 3.000 sao? Trốn nó mất rồi. Đây nhà của chú Chiến mà bà con có biên nè. Đang chặt, biên đang chặt nó dạy cái gì à? Dừa sáp nè. Cái dừa sáp này nó nhỏ đây là cây dừa sáp. Chiến nuôi mới có mấy năm rồi. Thì thôi vườn quá trời, vườn dừa. Hút con mắt nó chạy ra ngoài đó cầu cá công thêm dài, chiều dài. Gần bị gần xong luôn. Đây mấy cái ổi ăn ngọt lắm luôn các bạn. Ổi. Ở đây họ trồng những cái trái cây nhỏ nhỏ vậy thấy là bọc ngủ không thôi, mấy con dồi không. Nhà của ông bà hai. Quá trời lâu rồi, ở đây. Ngày Bính có. Trái mấy công ra đắp dừa xong nhà bạn biên bề dài 24 feet bề ngày sâu vô mình ổng nói 45 cây cối. Có nè, cái này có thôi rồi, có mấy cây dừa trái xoài nè. Xoài. Mấy cây xoài. À, cây dừa đó có 7 8 cây gì đây. 2 4 6 7 cây để cái dừa. Bây giờ loại dừa chỉ sáp như cái lùng lùng mà có trái hết rồi. Nó kêu lũ. Sao có hồ cá bự.